Suy giáp bẩm sinh gây ra nhiều hệ quả về tâm thần, trí tuệ và thậm chí là tử vong cho trẻ. Trẻ bị suy giáp bẩm sinh có thể được phát hiện sớm và điều trị kịp thời qua sàng lọc sơ sinh. 1. Suy giáp bẩm sinh là gì? Suy giáp bẩm sinh là bệnh lý do lượng hormone do tuyến giáp sản xuất không cung cấp đủ nhu cầu cần thiết của cơ thể, dẫn đến nhiều bệnh lý kèm theo nguy hiểm cho trẻ. Tuyến giáp sử dụng iốt thức ăn đưa vào cơ thể hàng ngày để tổng hợp ra loại tiết tố gọi là tyrosin. Loại hormone này giữ vai trò vô cùng quan trọng cho quá trình phát triển và trưởng thành của trẻ. Trong trường hợp tuyến giáp hoạt động không bình thường hay không sản xuất đủ lượng tyrosin cần thiết sẽ ảnh hưởng lên sự phát triển của cơ thể, đặc biệt là của não. Đây chính là lý do cần tầm soát bệnh này. 2. Mục đích sàng lọc sơ sinh. Trẻ bị suy giáp bẩm sinh khi mới sinh ra có dấu hiệu bệnh tương đối mơ hồ nên các bậc cha mẹ rất khó nhận biết. Thường thì khi chi cha mẹ nhận thấy những dấu hiệu lâm sàng của bệnh thì đã ở giai đoạn muộn vì hệ thần kinh của trẻ phát triển rất nhanh. Vì vậy, dẫn đến điều trị trễ, trẻ sẽ chậm phát triển về thể chất và trí tuệ so với các bạn cùng lứa. Một số trẻ được nhập viện với nguyên nhân là do bất thường trong hệ tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy, vàng da. Một số trẻ khác đến khám là khi trẻ đã đi học và nhận thấy chậm phát triển về tâm thần, thể chất, cũng như tăng trưởng chiều cao chậm, học hành không nhớ hoặc một bệnh lý khác. Do vậy, để giảm tối đa ảnh hưởng của bệnh trẻ nên được chẩn đoán sớm bằng chương trình tầm soát sơ sinh. Trẻ bị suy giáp bẩm sinh sẽ có cơ hội hoạt động bình thường nếu được phát hiện sớm và điều trị bệnh kịp thời trong thời gian 2 tuần đầu sau sinh. Qua những chia sẻ trên giúp cha mẹ có thể hiểu hơn về sàng lọc tuyến giáp cho trẻ sơ sinh, giảm bớt nỗi lo trăn trở của các bậc cha mẹ.